Góc view nhóm ngành chứng khoán tuần từ ngày 2 đến ngày 26 tháng 4, phần cuối của video bản tin phân tích tuần bị lỗi âm thanh. Chính vậy nên là Hùng Lê sẽ view lại các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán để các anh chị nắm lại được một số các cái nội dung cơ bản. Thì trong tuần vừa qua, thứ nhất đó là phiên giao dịch của ngày 15 tháng 4 và cây đến giờ kết thúc phiên là một cây đến giờ phá vỡ tất cả tính kỹ thuật của tất cả các nhóm ngành các anh chị nắm được cái nội dung như vậy rồi thì khi đó chúng ta sẽ view thì chúng ta sẽ dễ được nhận diện hơn tất cả các nhóm ngành đều bị phá vỡ cái tính kỹ thuật trong cây đến giờ kết thúc phiên ngày 15 và vì sao lại như vậy thì trong phiên đó chúng ta xuất hiện tin đồn còn tin đồn như thế nào thì ở trên thị trường thì các anh chị cũng nắm được rồi chúng ta cũng không thể chia sẻ ở đây được nói chung là tin đồn và trong phiên đó thì thị trường của chúng ta đã bị đạp sàn rất nhiều các mã cổ phiếu và sàn bắt đầu xuất hiện tín hiệu sàn la liệt và à, uh, và 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 index uh, mất một cái mốc giảm khoảng sắp xỉ gần 60 điểm đó là một mức giảm rất là mạnh cổ phiếu VCI bị phá vỡ vùng hỗ trợ kỹ thuật 49.5 cho nên là cổ phiếu bắt đầu sẽ có một cái nhịp chỉnh giảm ở đây và hiện tại thì VCI đang về ở quanh vùng 44.5 đến khoảng quanh vùng 45 ở đây thì nó bắt đầu có một cái sự phục hồi nhẹ đó nhưng mà cây đến giờ kết thúc phiên thì nó lại xóa nhòa mất cái sự phục hồi đó cho nên tuần tới ở quanh vùng 41.5 đến vùng 45. Chúng ta sẽ tiếp tục uh, phân tích và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi động thái để xem ở vùng này cổ phiếu test cung thành công hay không. Trong trường hợp test cung thành công và cổ phiếu phục hồi thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu phân tích một sóng hồi. Còn trong trường hợp mà nó thất bại ở vùng 41.5 thì như vậy là chúng ta phải tính toán ở vùng 43. Vậy thì câu chuyện ở đây là quan sát uh, tín hiệu tạo đáy của cổ phiếu sẽ như thế nào. Như thế nào được gọi là thành công và như thế nào thì được gọi là thất bại thì chúng sẽ mô phỏng với các anh chị ở đây. Ví dụ ở đây là chúng ta có cây nến giờ kết thúc phiên là cây đến giờ đỏ. Tuy nhiên đến phiên giao dịch ngày thứ hai, cổ phiếu VCI lại có những cái điểm test nhẹ lại ở trên vùng 41.5. Sau đó à, nó lại bắt đầu có xuất hiện những cây đến giờ nó đẩy về vùng 46. Và sau đó tiếp tục thì nó lại xuất hiện những cây nến giờ từ vùng 46 nó đẩy ngược lên được. À, nó đẩy ngược lên được ở trên vùng 47. Đó vậy thì như vậy ở đây thì chúng ta mới hình thành được một cái, đi, một cái điểm về mặt kênh xu hướng là gì? À cổ phiếu bắt đầu có một cái thiên hướng đi lên đó vậy thì khi mà cổ phiếu VCI vượt thoát được vùng bảy thì đó gọi là tích lũy thành công ở điểm 44.5 đến khoảng quanh vùng 45 tuy nhiên là trong trường hợp tiêu cực có nghĩa là nó không xảy ra cái kịch bản này các anh chị nó không xảy ra kịch bản này mà nó lại xuất hiện cây nến và cây nến này thì bị phá vỡ ở vùng 4 5 là một cây nến giờ kết thúc là nến giờ đỏ và sau đó thì nó xác nhận là nó mất vùng 44 và liên tục à, tiếp theo sẽ là những cây nến giờ giảm ở đây thì đó sẽ là những cái điểm test thất bại các anh chị và khi mà những cái điểm test thất bại đó thì chúng ta phải dự phóng là gì cổ phiếu sẽ tiếp tục lùi về lại khoảng quanh vùng 43 HCM bị mất vùng 28 cho nên nó chỉnh thôi và hiện tại thì cũng đang ngắm ở vùng 24.5 ở đây nó gặp vùng 25 thì nó cũng bắt đầu có những điểm lo lên và sò xuống Tuy nhiên cây nến giờ đóng phiên thì nó lại xóa nhòa mất cái nỗ lực liền trước đó nên tuần tới sẽ là vùng 24.5 trong trường hợp xấu hơn thì chúng ta phải tính ở khoảng quanh vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Cổ phiếu SSI bị mất ở vùng 36.5, vùng 36.6 ở đây. Và đây là một cái đến giờ kết thúc phiên của ngày thứ hai Cổ phiếu bị bán rất là mạnh và thậm chí là bán sàn. Và sau đó thì như vậy thôi, cổ phiếu sẽ tiếp tục chỉnh giảm. Ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 33. Phiên ngày hôm nay có điểm kéo, và cây đến giờ kết thúc phiên thì nó lại bị tụt lại. Chính vậy nên tuần tới sẽ tiếp tục đánh giá vùng 33. Tích lũy thành công thì xây nhịp hồi. Trong trường hợp nó thất bại vùng 33 thì chúng ta sẽ phải tính toán ở vùng 32 đến khoảng quanh vùng 32.5. VND mất vùng hỗ trợ kỹ thuật 21.6 và như vậy thì nó sẽ tiếp tục chỉnh giảm. Các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật hiện tại trạm vùng 18.5 có lực bật, tuy nhiên lực bật này thì cũng chưa có một cái kết quả như mong đợi. Cho nên tuần tới khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 18.5. Điểm sâu hơn thì các anh chị có thể phải tính toán ở khoảng quanh vùng 17.8 đến 18. Test tích lũy thành công, đồng thời á, lực cầu quay trở lại, tín hiệu đường MACD chuyển xanh. Đó, rất nhiều các yếu tố kỹ thuật để giúp cho chúng ta nhận diện là à như thế nào gọi là test tích lũy thành công. Đó, và sau khi test tiếp lũy thành công vùng này, đảo long, nhiệt tình, thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục có thể thu gom thêm. Cổ phiếu FTS, cái điểm mất thứ nhất đó là vùng 60. Các anh chị đây là một cái điểm khá là quan trọng và đặc biệt là điểm thứ hai ở đây, đó chính là vùng 56.5. Và khi cổ phiếu FTS bị mất ở vùng 56.5 thì như vậy nó sẽ hạ độ cao thôi. Và ở đây thì đang có ở vùng 50. Tại vùng 50 cũng đã có những điểm long và điểm sọc, như vậy thì tuần tới nhiệm vụ chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở quanh vùng 50, test tư thành công thì đảo long trong trường hợp thất bại vùng 50 thì cổ phiếu FTS sẽ lùi lại các anh chị sẽ lùi lại ở khoảng quanh vùng 45 đến khoảng vùng 46. Cổ phiếu SHS. Đây, SHS thì trong tuần cái lực đi của tuần trước nó đang cực kỳ đẹp. Phiên giao dịch ngày 12, 11, 12 đang cực đẹp và ở chúng ta có dự báo nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 20.5 Tuy nhiên tại điểm 20.5 thì à, nó bị thất bại Và khi cổ phiếu bị thất bại ở vùng 20.5 thì nó sẽ quay về vùng 19.5 Và tiếp tục vùng 19.5 bị phá vỡ trong phiên giao dịch ngày thứ hai Cho nên à, nó sẽ lùi lại ở khoảng quanh vùng 17 Hiện tại ở đây thì ở vùng 7 thì cổ phiếu SHS đã có một nhịp long, sọc long, sọc Như vậy tuần tới quanh vùng 17 sẽ tiếp tục đánh giá nhưng mà cái cách vận hành như thế này thì khả năng cái điểm cân bằng của nó nó sẽ rơi về khoảng quanh vùng 16 đến khoảng vùng 16 5 Đấy và tuần tới thì xu hướng là nó sẽ test lại ở quanh vùng 7 và tại cái vùng 7 này thì các anh chị em của chúng ta cũng sẽ tập trung để chúng ta quan sát thêm xu hướng vận hành của cổ phiếu. VX đây các anh chị có cái điểm 18.8 và phiên giao dịch ngày thứ hai nó bị mất ở điểm này thì nó sẽ hạ thôi và hiện tại có vùng 16 tại vùng 16 đang có điểm long và sọc như vậy tuần tới tiếp tục test điểm 16 test thành công thì nó sẽ đảo long ở đây còn trong trường hợp test thất bại chúng ta phải tính toán đến điểm hỗ trợ sâu hơn của cổ phiếu ở khoảng quanh vùng 14.8 đến khoảng vùng 15 AGR thì lực đi ở trong tuần cũ cũng khá là tốt Các anh chị nhìn thấy đây Đó vùng 11, 12 và chúng ta có dự báo là Nó sẽ tiệm cận đến cái vùng cảng cái thuật 2.5 sát ở 2.5 Và sau đó thì cổ phiếu AGR cũng bị sọt khá là mạnh Điểm sọt thứ nhất thì nó mất vùng 21.5 Và điểm sọt thứ hai ở đây Thì nó bị mất vùng 20 Và khi cổ phiếu này bị mất vùng 20 Thì như vậy thôi Nó cũng chịu áp lực chung với cả thị trường Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở khoảng quanh vùng 18 tích lũy thành công ở vùng 18 thì chúng ta sẽ xác nhận đảo long ở đây còn trong trường hợp tích lũy thất bại ở vùng 18 thì cái xu hướng kỹ thuật tiếp theo nó sẽ về nó sẽ lùi về lại ở khoảng quanh vùng 17 ở cổ phiếu VDS đây anh chị VDS đây tuần cũ nó cũng đang có hình thành được một cây xu hướng rất là đẹp đó và đến phiên đến đến cây đến giờ kết thúc phiên ngày thứ hai thì đây là điểm cải kỹ thuật của cổ phiếu và kể từ điểm gãy đó thì như vậy là nó sẽ lùi thôi và nó sẽ lùi cho đến khi nào nó đạt được cái điểm cân bằng. Thì ở đây là gặp vùng 18, long sọc và cây nến kết thúc phiên thì hình như là nó khá là xấu. Cho nên là tuần tới nó sẽ có khả năng lùi lại ở khoảng quanh vùng 7.5. Tại vùng 7.5 tiếp tục phân tích và đánh giá tức lũy thành công đảo long. Thì như vậy là gì chúng ta sẽ phân tích một kịch bản hồi trong trường hợp cổ phiếu thất bại ở vùng 7.5 chúng ta phải tính toán thêm ở điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo quanh vùng 16.5 ORS có một điểm hỗ trợ quan trọng đó là vùng 15.8 đấy các anh chị tuần trước nó test 15.8 nó phục hồi lên và tuần này thì cây đến giờ này cũng là cây nến giờ bị phá vỡ phá vỡ cái tính hỗ trợ và cái tính kết cấu của cổ phiếu cho nên nó sẽ lùi và hiện tại nó lùi về vùng 3.5 Có lực long lên Tuy nhiên khả năng tuần tới ORS sẽ tiếp tục test lại vùng 3.5 Và tại đây thì cũng sẽ phân tích thêm Test thành công thì chúng ta sẽ phân tích xu hướng đảo long Nhưng trong trường hợp cổ phiếu ORS tiếp tục bị thất bại vùng 3.5 Như vậy chúng ta phải tính toán ở điểm 12.4 đến khoảng vùng 12.5 Cổ phiếu MBS MBs cũng là một mã cổ phiếu khỏe trong nhóm ngành chứng khoán. Và trong tuần thì mình có dự kiến là cổ phiếu MBs sẽ bách vùng 30 để đi lên vùng 31 thì có thời điểm là đã đã vượt qua được vùng 30 rồi. Tuy nhiên là áp lực cuối phiên của ngày thứ hai thì cổ phiếu này cũng đã không chịu được. Và nó có một điểm gãy từ vùng 30 xuống vùng 28 và tại vùng 28 thì cổ phiếu tiếp tục gãy. Do đó thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở quanh vùng 25. Ở đây có điểm phục hồi và đây có một điểm sọc cho nên là ừ, cái xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục kiểm định quanh vùng 25 đến vùng 25.5. Test tích lũy thành công ở điểm này thì chúng ta sẽ phân tích đảo long. Tuy nhiên trong trường hợp thất bại ở vùng 25 thì điểm một tốt tiếp theo của cổ phiếu MBS sẽ ở quanh vùng 24. Cổ phiếu CTS cũng là một mã khỏe của nhóm ngành chứng khoán và đến thời điểm hiện tại thì gần như trong tuần vừa qua thì cổ phiếu CTS cũng đã đạt được thêm những cái tác giác kỹ thuật rất là đẹp. Đó là vùng cản 40 và dự kiến là tiến về vùng 42.5 và trên thực tế trong tuần thì nó đạt được đến vùng 42 áp lực của phiên giao dịch ngày thứ hai khiến cổ phiếu bị mất vùng 40 nhưng sau đó thì nó tiếp tục cố gắng bứt lại vùng 40 Tuy nhiên tại đây là thì cái, cái 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 nỗ lực của nó nó cũng sẽ tiếp tục bị thất bại do đó thì nó sẽ hạ thôi và trong ngắn hạn trong ngắn hạn phiên ngày hôm nay chạm 35 có long lên sọt xuống tuy nhiên thì góc độ của cá nhân ông lê thì cũng đánh giá rằng khả năng cổ phiếu cts sẽ có điểm cân bằng ở khoảng quanh vùng 33.5 đến khoảng quanh vùng 34 tuần tới chúng ta sẽ tập trung đánh giá ở quanh biên này trường hợp tích cực tức là tích, tích lũy thành công ở điểm này và cổ phiếu đảo long các anh chị cổ phiếu đảo long thì như vậy chúng ta sẽ bắt đầu phân tích một cái nhịp sóng hồi và đối với cts và mbs là hai mã cổ phiếu mà cái tính tạo lập của nó rất nhanh nó chỉ cần chạm hỗ trợ thôi và nó chỉ cần một phiên hoặc là tầm độ 2 đến 3 cây à, đến giờ thôi là nó đã đủ target rất là nhanh. Đây các anh chị vừa chúng ta chứng kiến ở trong phiên giao dịch của ngày 11 tháng 4. Đó, điểm thấp nhất của nó là vùng 36.3 và nó chỉ cần hai phiên thôi, chỉ cần hai phiên giao dịch từ 36.3 và nó đã kéo lên được vùng 42. Đó, tức là nó kéo khoảng tầm 7.000 6.000 các anh chị 6.000 đồng trên một cổ phiếu chỉ có khoảng tầm độ hai phiên thôi đó là nó kéo rất là nhanh đó thì cái tính tạo lập của cts là như vậy cho nên là các anh chị nếu như chúng ta cầm cts thì chúng ta có thể tối hóa bằng cách là tại các cái vùng hỗ trợ này các anh chị bắt thêm và khi cổ phiếu phục hồi t cộng t một t hai thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta bán những cái vị thế ra và giữ cái phần gốc lại và chúng ta sẽ đảo một vài vòng như vậy thì cái cơ hội để chúng ta quân bình giá vốn và chúng ta thực hiện cái động tác gọi là chém cá ở trên thớt để làm sao đó uh, chúng ta đưa cái giá vốn của chúng ta tiệm cận đến giá thị trường, tức là giá mà CTS đang giao dịch ở trên thị trường. Tất nhiên là để làm được cái việc đó thì chúng ta sẽ cần uh, chém nhiều vòng chứ không phải một vòng là chúng ta sẽ chém được. Và các anh chị lưu ý một tí đấy là trong tuần tới thì có thể tâm điểm của thị trường sẽ rơi về khoảng quanh vùng 1145 đến vùng 1000 150 điểm thì khi về đến cái tầm đó thì khả năng là dân tình sẽ nhảy vào bắt đáy bởi vì đó cũng là một mốc hỗ trợ khá là tốt và câu hỏi là nhóm ngành nào sẽ hồi đầu tiên thì chắc chắn sẽ là nhóm ngành chứng khoán nhóm banh sau đó đến bất động sản dân cư nhóm thép và cuối cùng sẽ đến đầu tư công đó và hậu, hoặc là thậm chí là tạo lập họ sẽ kéo banh và trụ sau đó thì nhóm ngành chứng khoán sẽ kéo sau và Uh, bức tranh lợi nhuận quý 1 của năm 2024 của nhóm ngành chứng khoán là hết sức khởi sắc anh chị là hết sức khởi sắc và cái câu chuyện là cái thanh khoản của thị trường đang tăng khá là tốt đó cũng sẽ là một trong những cái uh, tiêu điểm quan trọng để giúp cho nhóm ngành chứng khoán sau khi chỉnh cung thì khả năng nó sẽ phục hồi và nó sẽ phục hồi sớm nhất thị trường và Hùng cũng trả lời câu hỏi uh, của bạn quý câu hỏi ở trên, uh, trên 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 phần comment anh chị nhé